Chào mừng các bạn đến với kênh của Tướng Maria. Trong video hôm nay, mình gửi đến các bạn hai gián đấu của Tây Độc Biển Thành Bảo đấu trên đấu trường Thiên Tiên Tường Kỳ diễn ra ngày 8 tháng 9 2021. Mời các bạn thưởng thức hai gián cờ rất hay của Tây Độc Biển Thành Bảo. Gián 1 lãnh một phong.
将军。将军。将军。Xe 7, bình 6, chiếu tướng. Chơi đến đây, Lãnh Mục Phong đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Dương Kiện Quân. Thank you.
Mã 1, tấn 3, bắt 2 xe. Chơi đến đây, Dương Kiện Quân đã buông cờ chịu thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.